Thì hôm nay mình sẽ mang tới hai điều cho anh em. Đầu tiên, nên hay là không nên mua loa súp cho dàn karaoke gia đình. Và thứ hai, những lưu ý cực kỳ quan trọng khi sắm một chiếc loa súp này. Bắt đầu luôn nha anh em. Let's go. Đầu tiên, loa súp sẽ hỗ trợ âm trầm, âm thanh sẽ ra ấm áp hơn. Khi tiếng bass được bổ trợ thêm, anh em sẽ thưởng thức được các bản nhạc ấm áp và nồng nàn hơn, nhất là những bản nhạc trữ tình, du dương đầy lãng mạn. Thứ hai, tiếng bass sâu hơn, tạo cảm giác đầy hứng khởi với những tiếng bass trung thực và đầy sâu lắng khi nghe nhạc hay là hát karaoke. Và thứ ba, micro bass sẽ nhạy hơn. Với một bộ dàn karaoke được gắn thêm một chiếc loa súp, không những bổ trợ thêm cho bản nhạc tiếng bass mạnh mẽ, uy lực mà còn mang đến sự dày dặn trong giọng hát của anh em nữa đây. Nếu có thêm một chiếc loa súp, nó sẽ hỗ trợ và tái tạo âm thanh ở những tần số thấp và xử lý tất cả vấn đề có trong phòng nghe hay khi hát karaoke đó. Thường với những phòng có diện tích trên 20m², nếu mà anh em cần những âm thanh ấm áp, mạnh mẽ hay là tròn đầy thì nên sắm cho mình một chiếc loa súp. Và tiếp theo là những lưu ý cực kỳ quan trọng để anh em có thể sắm một chiếc loa súp tốt. Đầu tiên, nên tìm hiểu trước khi mua, mình phải nên tìm hiểu nó trước để tránh mua nhầm hàng giả, hàng nhái đang rất là nhiều trên thị trường nha anh em. Và thứ hai, không nên mua những hàng giảm giá 50-60 hay thậm chí lên tới 70%. Nhiều người tiêu dùng có thói quen săn hàng khuyến mãi để giảm chi phí mua hàng, và thường nhiều người mua được những món hàng với giá không tưởng, nhưng tỷ lệ người biết được cái món đồ đó có thật sự là giảm giá hay là không, hay là mình đang mua phải những cái giá trên trời mà mình không hay biết. Và thứ ba, anh em nên mua tại những cửa hàng uy tín, vì tại đây chế độ bảo hành hay là hỗ trợ sau khi bán rất là tốt. Giá của những sản phẩm tại đây thường được niêm yết rõ ràng, và vào những đợt khuyến mãi thì người ta giảm tối đa chỉ 20% thôi. Anh em hãy là những người tiêu dùng thông minh để có thể sở hữu cho mình những sản phẩm tốt này.